Ai cũng phải khen Bảo Thanh trắng như bạch tuyết, thì ra bí quyết của cô là tắm bia. Bảo Thanh gây ấn tượng trong về nhà đi con với làn da trắng nõn nà. Vậy đâu là bí quyết của người đẹp này? Nổi lên như một hiện tượng quốc dân trong sống chung với mẹ chồng, sau đó lại tiếp tục chinh phục khán giả bằng tài năng diễn xuất đỉnh cao trong về nhà đi con, Bảo Thanh đang được biết đến như một nữ diễn viên bảo chứng vết tinh cho phim Việt. Cô cũng trở thành người đẹp được săn đón, trên màn ảnh cùng các dự án lớn nhất hiện nay từng được nhận xét là có nhiều điểm tương đồng với nhân vật trong phim, nhưng có lẽ điều mà cả khán giả và người hâm mộ Bảo Thanh thấy rõ nhất ở thư, ngoài đời và thư trong phim chính là gu thời trang rất giống nhau của cả hai. Dễ thấy từ phim ảnh ra thực tế, cô nàng Bảo Thanh vẫn mê mẩn các kiểu tóc sáng màu, màu vàng đâu, uốn xoăn đuôi nhẹ và không để mái. Mặc dù không thể phủ nhận kiểu tóc này khiến gương mặt sang hơn, nhưng ở độ tuổi của Bảo Thanh, nếu tạo hình không khéo sẽ rất dễ khiến bản thân cô và cả nhân vật già đi chục tuổi. Vậy đâu là bí quyết giúp người đẹp sinh năm 1990 không giữ, được vẻ ngoài trẻ trung bất chấp lớp son phấn nặng nề cùng mái tóc, có thể phản chủ bất cứ lúc nào. Không bao giờ dùng màu son trầm. Son chính là phát minh vĩ đại của nhân loại trong việc điểm tô vẻ ngoài cho phái đẹp. Tuy nhiên không phải chị em nào cũng biết cách chọn lựa màu son phù hợp với làn da, cũng như ca tính. Nếu bạn yêu thích kiểu make up Âu, các tông nút trầm chính là lựa chọn hàng đầu. Còn nếu chuộng xu hướng trang điểm, xương xương như bảo thanh, những màu son thiên về gam ấm như đỏ hồng, đỏ cam, sẽ là át chủ bài trong việc hoàn thiện vẻ bề ngoài của bạn. Bảo Thanh với lợi thế về gương mặt tròn, đầy đặn cùng nét đẹp Á Đông luôn trung thành với những tông son an toàn, nhưng cũng rất thời thượng như thế. Đây cũng là gam màu, mà dù bạn trang điểm kiểu gì cũng đảm bảo giữ được vẻ ngoài tươi tắn, dạng dỡ và trẻ trung cho chị em phụ nữ, thường xuyên dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm là bí kíp làm nên nhan sắc triệu đô của rất nhiều mỹ nhân trên thế giới, Bảo Thanh cũng không nằm ngoài trong số đó. Đối với bảo thanh, việc dưỡng da đều đặn và thường xuyên không chỉ giúp cải thiện độ đàn hồi của làn da, mà còn giúp cố giữ gìn được nhan sắc trẻ trung, như gái đôi mươi. Ngoài ra nàng diễn viên, cũng rất chú ý đến khâu làm sạch sâu để quá trình dưỡng da đạt hiệu quả tốt nhất. Quả thật một làn da đẹp chính là một làn da được chăm sóc và bảo vệ từ bên trong, kết hợp với tắm bia để chống lão hóa hiệu quả. Tắm bia là phương pháp làm đẹp không mới nhưng lại không quá phổ biến trong giới trẻ. Theo nữ diễn viên về nhà đi con, tắm bia chính là lựa chọn hàng đầu của người đẹp mỗi khi mệt mỏi và muốn được thư giãn từ bên trong ra ngoài. Được biết, trong bia có thành phần san tho humon giúp thúc đẩy quá trình sản xuất lắt hát ion, chất có tác dụng trung hòa gốc tự do, ngăn chặn quá trình lão hóa và làm trắng da. Vậy nên chăm chỉ tắm bằng bia thường xuyên sẽ giúp cho làn da luôn sáng bóng và săn chắc. Nàng Mỹ Nhân cho biết cô đã trung thành với bí quyết dưỡng nhan này suốt từ nhiều năm nay khi thấy được hiệu quả thần kỳ của chúng với làn da của mình.